anh còn nợ em. Công viên ghế đá. Hội Từ Tâm xin trân trọng giới thiệu chương trình gây quỹ cho xe lăn, xe lắc, xe đạp và quà cho học sinh nghèo lần thứ 6. Với sự tham gia của những ca sĩ nổi tiếng như Don Hồ, Nguyên Khang, Hương Lan, Ý Lan, Như Ý, Đăng Vinh và MC Việt Thảo. Chương trình sẽ được tổ chức tại nhà hàng Dynasty vào Chủ nhật ngày 15 tháng 7 2018 từ 5 giờ 30 chiều tới 10 giờ 30 tối. Giá vé từ 80 đồng trở lên bao gồm 8 món ăn và dạ vũ, văn nghệ. Vé có bán tại Chùa Hồng Danh, Paloma Cafe và Infinity Real Estate. Mọi tin tức bảo trợ hoặc mua vé xin liên lạc Hội Từ Tâm 408-449-5399 hoặc Valerie Xuân Trang 408-667-3013. Hội Từ Tâm và Chùa Hồng Danh xin trân trọng kính mời.